Hà Nội truy tìm nam thanh niên táo tợn xông vào siêu thị cướp tài sản. Chém vợ trọng thương vì ghen tuông bóng gió. Dùng rơm hóa vàng hai xe mô tô của hàng xóm. Xét xử đối tượng chống người thi hành công vụ, đòi đốt xe máy tại chốt kiểm dịch. khởi tố vụ án lừa đảo bán nông sản ủng hộ vùng dịch tại Lâm Đồng. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Sơn Việt. Được định vị là kênh tin tức về an sinh xã hội, cập nhật tin tức thời sự mới nhất 24/7. Sơn Việt tự tin gửi tới quý vị khán giả tin tức mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội, giải trí. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên liên quan đến an ninh trật tự và pháp luật đang chú ý trong ngày hôm nay. Chiều mùng 1 tháng 10, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ cướp tài sản tại siêu thị Vinmart xảy ra vào ngày 23 tháng 9 ở phường Phúc Diễn. Qua điều tra, xác minh kẻ gây ra vụ cướp là 5 thanh niên khoảng 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng người đậm, đầu đội mũ lưỡi chai màu xám, đeo khẩu trang màu đen, bên ngoài mặc áo khoác dài tay màu đen sọc viền vàng ở vai và hai bên cánh tay có túi ô vuông màu vàng áo khoác có mũ màu vàng, trùm lên mũ lưỡi chai màu xám. Đối tượng còn đeo găng tay dạng vải màu trắng, lòng trong găng tay màu đỏ, mặc quần bò dài màu xanh đen, đi giày vải kiểu dáng giày lười màu nâu xám, điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ đen. Người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng có đặc điểm như trên, đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, công an quận Bắc Từ Liêm. Số điện thoại đồng chí Dương Quang Hưng, điều tra viên phòng cảnh sát hình sự. 0936836966 đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Hà, điều tra viên công an quận Bắc Từ Liêm. Số điện thoại 097 22 087 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định theo pháp luật. Ngày 1 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người đối với Trần Văn Trị sinh năm 1966, trú ở thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Nạn nhân trong vụ án này chính là vợ của hung thủ. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện ghen tuông bóng gió. Theo thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Minh Tín, thời gian gần đây, người đàn ông này nghi ngờ người vợ kém hơn mình 10 tuổi là bà Nguyễn Thị Tình có quan hệ tình cảm với người khác nên thường xuyên kiếm cớ gây sự. Khoảng 19 giờ tối 16 tháng 7, trong lúc đang ăn cơm, chị lớn tiếng chửi mắng bà Tình rồi lấy rượu ra ngồi uống một mình. Đến khoảng 0 giờ 5 phút sáng 17 tháng 7, chị bước vào phòng ngủ đánh thức bà Tình dậy, tiếp tục chửi mắng. Trong lúc bà Tình đã đứng nét mình bên giường ngủ, chị cầm chiếc rượu chém nhiều nhát vào tay, chân và đầu vợ khiến nạn nhân cục ngã và bất động trên giường. Sau đó, chị vứt bỏ chiếc dựa dưới gầm giường rồi ra phòng khách đi ngủ. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cơn say men rượu đã giảm, chị mới cượng dậy, lấy điện thoại báo tin cho anh ruột là Nguyễn Mai Đạo đến nhà mình, đưa bà Tình đến bệnh viện quân y 87 cấp cứu. Rất may, bà Tình đã qua cơn nguy kịch và điều trị đến ngày 23 tháng 7 mới tạm thời hồi phục sức khỏe. Với vết thương nứt vỡ xương sọ vùng trầm, kết tụ máu ngoài và một số vết chém ở cẳng tay trái, đùi trái, đùi phải. Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận nạn nhân Nguyễn Thị Tình bị thương tích 29%. Ngày 1 tháng 10, công an huyện Con Cuông Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Văn Cảnh, sinh năm 2000, trú tại bản Siêng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Theo đó vào sáng 29 tháng 9, công an xã Đôn Phục, huyện Con Cuông nhận được tin trình báo của anh VVH, sinh năm 2001, trú tại bản Siêng, xã Đôn Phục về việc lúc 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 anh hát dựng chiếc xe mô tô của mình bên lề đường để vào nhà bạn tại bản xiềng chơi. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh hát phát hiện chiếc mô tô trị giá khoảng 13 triệu đồng của mình bốc cháy. Sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, công an xã Đôn Phục đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng Lữ Văn Cảnh là thủ phạm đốt xe mô tô của anh hát. Tại cơ quan công an, anh Cảnh khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng đã dùng rơm đốt xe mô tô của anh hát. Ngoài vụ việc nói trên, Cảnh còn khai nhận trước đó vào tối 20 tháng 9, đối tượng cũng dùng dơm châm lửa đốt xe mô tô của anh VVT trú tại bàn xiềng xã Đôn Phục nhằm mục đích trả thù. Hiện công an con cuông đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng và vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Qua tài liệu thu thập, ngày 30 tháng 9, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện tài khoản Facebook của một trường hợp trên địa bàn xã An Lão, huyện Bình Lục đang thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Tại cơ quan chức năng, chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng thông tin của mình về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin, cam kết không tái phạm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với chủ tài khoản về hành vi thông tin sai sự thật. Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Đình Duy, chú tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh về tội chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Vào chiều 29 tháng 8, sau khi uống bia tại xã Đại Phước, Phan Đình Duy điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ đi về xã Vạn Long. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đặt tại khu vực giáp danh giữa hai xã Vạn Khánh và Vạn Long, Duy và người phụ nữ bị cán bộ chốt phát hiện không mang khẩu trang và có ý định vượt chốt nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Không chấp hành, Duy còn lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng trực chốt, đồng thời xua đổ xe máy và đòi đốt xe. Thấy Duy manh động, có hành vi chống đối nên lực lượng công an đã không chế đối tượng. Trước tòa, bị cáo Phan Đình Duy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đình Duy 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Hôm qua mùng 1 tháng 10, công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận một trường hợp ra đầu thú về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Trước đó, công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của bà Ngô Thị Hằng Thủy, sinh năm 1977, trú tại tổ 4, khu 4A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Tố giác Phạm Thị Ngọc Mai, tổng giám đốc công ty Phạm Gia An Thịnh, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô, nhãn hiệu Hyundai Santa Fe, biển kiểm soát 14A 42064, trị giá 800 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Ngọc Mai khai nhận vào tháng 2 do so cần thêm vốn cho công việc kinh doanh nên đặt vấn đề bán cho bà Thủy chiếc xe ô tô trên, đứng tên công ty trách nhiệm hạn thương mại một thành viên Phạm Gia An Định với giá trị 800 triệu đồng. Do xe ô tô này đang thế chấp ngân hàng nên bà Mai đã tìm và đặt làm 3 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả của một người không quen biết qua mạng xã hội Facebook với giá 12 triệu đồng. Ngày 18 tháng 2, bà Thủy và Mai cùng nhau đến phòng công chứng số 1 tiến hành lập hợp đồng mua bán xe ô tô. Tại đây, Mai đã giao cho bà Thủy giấy chứng nhận đăng ký ô tô đã đặt làm giả trước đó. Bà Thủy chuyển cho Mai số tiền 280 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Do trước đó Mai có nhiều lần vay mượn bà Thủy và hiện còn nợ 520 triệu đồng. Sau khi làm thủ tục bán xe cho bà Thủy xong, do bị nhiều người đòi nợ, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, nên Mai đã bỏ nhà đi làm tại thành phố Hà Nội để kiếm tiền trả nợ. Nay nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, không thể trốn tránh được, nên Phạm Thị Ngọc Mai đã đến công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai báo rõ sự việc trên để mong được sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị, và sáng mùng 1 tháng 10, công an thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan. Lợi dụng việc nhiều tỉnh thành phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến nhu cầu mua thực phẩm, trong đó có các nông sản tăng cao. Nhân cơ hội này, Hoàng và đồng bọn đã lừa bán những vườn sau ảo, chiếm đoạt của nạn nhân số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo điều tra, nhóm lừa đảo gồm 5 người, do đối tượng Lê Thị Bích Hòa cầm đầu, đã lập nhiều tài khoản ảo, sau đó đăng tải các bài viết mua bán rau củ quả Đà Lạt và các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm nạn nhân. Khi có người hỏi mua, các đối tượng nhắn tin yêu cầu những người này chuyển tiền trước, hẹn ngày đến vườn rau thu hoạch rồi khóa tài khoản. Bằng thủ đoạn trên, Hoàng và các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 300 triệu đồng. Được biết, nạn nhân của các đối tượng không chỉ ở thành phố Đà Lạt mà còn dài rác ở nhiều địa phương trên cả nước. Hiện những ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng lừa đảo này, liên hệ với công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết. Ngày 29 và 30 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố ba bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra vào ngày 13 tháng 7 tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Ba bị can gồm Uông Lý Lâm sinh năm 1986, chú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Hùng Cường sinh năm 1984, chú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Và Nguyễn Văn Hào sinh năm 1982, chú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Trong đó bị can Uông Lý Lâm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Hai bị can Lê Hùng Cường và Nguyễn Văn Hào bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba bị can bị khởi tố về hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Trần Văn Bảy tổ chức khai thác đá trái phép tại núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ba bị can trên. Trước đó vào hồi 15 giờ ngày 13 tháng 7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. Người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói trên là Trần Văn Bảy, sinh năm 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Số khoáng sản đá hoa trắng, các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200 mét khối. Ngày 23 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên theo khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự. Ngày 30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Đào Xuân Dương, sinh năm 1986, trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Đào Xuân Dương là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Dương Tuyết, có địa chỉ tại huyện Quỳ Hợp. Như vậy đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 5 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra vào ngày 13 tháng 7 tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Với mong muốn xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.